trường thành công và các bạn học sinh đã có mặt ở đây. Dạ, con tên là Trần Thị Ngọc Tú, con là hội trưởng hội đồng học sinh. Hôm nay con đại diện cho hội đồng học sinh xin phép được trình bày về trải nghiệm ẩm thực của con cũng như toàn thể các bạn học sinh kia ở trường. Thì đầu tiên đây là những mục chính mà hôm nay con sẽ đi qua. Đầu tiên con sẽ kể về hoạt động đánh giá ẩm thực mà tụi con đã có cơ hội được trải nghiệm ở trường. Thứ hai đó chính là khảo sát ý kiến học sinh. Thứ ba là đánh giá, và ở cuối phần thuyết trình của con xin dành thời gian để trả lời các câu hỏi nếu mà phụ huynh muốn gửi đến cho con. Thì đầu tiên, hoạt động đánh giá ẩm thực là gì? Hoạt động đánh giá ẩm thực là hoạt động mà được nhà trường tạo ra nhằm để đảm bảo chất lượng và khẩu vị món ăn phù hợp với học sinh nhất có thể. Và cụ thể đây, hoạt động đánh giá ẩm thực sẽ được thực hiện bởi chính các bạn thành viên trong hội đồng học sinh cấp trung học và tiểu học. Thì hoạt động đánh giá ẩm thực sẽ được chia ra theo hai menu chính ở trường, đó chính là special menu hàng tháng và menu thường ngày. Special menu hàng tháng thì ở đây con có ví dụ như là trong tháng 9 thì tụi con sẽ được ăn một cái menu đặc biệt theo phong cách Trung Thu với các món mang đậm nét Trung Hoa. Ở tháng 10 thì tụi con được ăn các món theo chủ đề Halloween. Và gần đây nhất, ví dụ như tháng 12, tụi con được ăn các món theo chủ đề Christmas mang phong cách là châu Âu. Đối với menu thường ngày thì trường sẽ gửi menu trong 12 tuần liên tiếp cho các thành viên trong hội đồng học sinh. Tụi con sẽ cùng nhau ngồi lại xem các menu và bàn với nhau xem là món ngày hôm nay đã được chưa, hoặc là cần thay đổi cái gì. Sau đó tụi con sẽ feedback về với team food của nhà trường và đưa ra thay đổi hợp lý nhất. Còn đối với special menu hàng tháng thì tụi con được có cơ hội là trải nghiệm ăn thử trực tiếp ngay tại trường, mà con sẽ nói kỹ hơn ở phần tiếp theo đây. Thì hoạt động đánh giá ẩm thực special menu ở trường thì tụi con trải qua 4 bước cụ thể. Đầu tiên là tụi con sẽ nhận được menu testing. Thứ hai là tụi con sẽ ăn trực tiếp các món ăn ngay tại bếp nấu của nhà trường và đưa nhận xét. Cuối cùng là tụi con sẽ cùng bàn lại với team food nhà trường cũng như các bên giám hiệu để thay đổi các món ăn theo tiêu chí sao cho phù hợp nhất. Thì ở đây con có hình ảnh mà tụi con đã đánh giá menu Trung Thu trong tháng 9 vừa qua. Không mời phụ huynh cùng xem qua. Dạ, đây là hình ảnh. Tiếp đó con cũng có một cái video rất là dễ thương của các bạn quay lại quá trình mà tụi con đã cùng gặp và trao đổi với đầu bếp người Pháp Yannick về món ăn đặc biệt.
thì để đảm bảo chất lượng món ăn phù hợp với tất cả học sinh thì không chỉ thu nhận ý kiến từ thành viên trong hội đồng học sinh, thì ở đây tụi con cũng thường xuyên thực hiện các khảo sát để thống kê được ý kiến của các bạn học sinh trong DS 3 tháng 2. Thì gần đây nhất tụi con có làm một khảo sát để đánh giá về chất lượng món ăn và nhà ăn tại DS. Thì đâu đó có trên 90% các bạn từ hài lòng đến rất hài lòng đối với không gian cũng như món ăn ở VS. Ngoài ra, con cũng tổng hợp được một số đánh giá chi tiết của các bạn học sinh về ẩm thực ở VS. Đây là một số điểm mà các bạn học sinh yêu thích về ẩm thực VS. Thì có thể thấy ở đây các bạn đều nhận xét là các món ăn ở VS rất đa dạng. Tụi con có các món ăn mang đậm nét từ Á, Âu đến Mỹ. Và khẩu phần ăn thì lúc nào cũng vừa đủ. Nhà ăn sạch sẽ, ngăn nắp, mát mẻ. Ở quầy thức ăn kèm thì các cô chú luôn chuẩn bị đầy đủ các món ăn rau, nước chấm cho tụi con. Và khẩu vị món ăn thì cũng rất ngon. Nhưng bên cạnh đó thì tụi con cũng có một số điểm mà tụi con mong muốn là ẩm thực ở VS sẽ được khắc phục. Ví dụ như trong vài tháng trước thì các bạn có nhận xét với con là các món ăn ở VS thì nên giảm lượng đường hoặc là lượng dầu. Thì theo như con biết trong các tuần vừa rồi, các cô chú đã tiếp nhận ý kiến này và thay đổi. Tiếp đến ví dụ như nước uống bị chảy đá trước khi lấy dẫn đến nước uống bị nhạt. Thì gần đây là khi mà tụi con bắt đầu xếp hàng vào lấy đồ ăn thì các cô chú mới bắt đầu múc đá cho vào ly. Thì các tình trạng trên gần như là được ghi nhận và thay đổi, thì không còn xuất hiện nhiều nữa. Tiếp đến là phần câu hỏi. Thì cho con hỏi là các phụ huynh nào muốn đặt câu hỏi gửi đến con không ạ? Các anh chị phụ huynh mình có thắc mắc gì không ạ? Mình có muốn hỏi thêm về đại diện của hội đồng học sinh là các con muốn tại trường như thế nào ạ? Nếu mà mấy cô có cô bác sĩ Dinh Dũng hỏi con luôn đó. Xin chào quý phụ huynh, chào con, cảm ơn cái bài trình bày của con rất là dễ thương và rất là chi tiết. Thì đầu tiên á, câu đầu tiên của con trước là cái video hồi nãy con quay lúc mà con mô tả cái trải nghiệm khi mà con vào nhà ăn á, thì không biết là có phải bệnh nghề nghiệp của cô không, nhưng mà thật sự cô nhìn á là cô đang thắc mắc là trước khi con cầm vào cái khay lấy muỗng đũa con có rửa tay không? Dạ thì trong các nhà ăn của nhà trường á, thì trường đều có đặt các bồn rửa tay hoặc là có cái khu vực rửa tay bên cạnh. Thì thường là nếu mà từ cái khu vực nhà ăn đi lên á, thì các bạn học sinh sẽ đều ghé qua rửa tay trước đó. Nhưng mà có thể là trong lúc quay á, thì các bạn hơi vội nên là các bạn quên. Nhưng mà nhà trường mong giáo dục của con là phải rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn. Nhà trường cũng tạo cơ hội là đặt cái khu vực rửa tay ngay cạnh cái lối đi lên nhà ăn luôn. Thì tốt, nói chung là tại vì mình quay clip thì nó cũng nên chuẩn một chút. Dạ, tại vì cô nhìn vô là cô thấy nó liền luôn, ngay cái bước đầu tiên luôn. Rồi, cái thứ hai nữa là trong các cái góp ý á, thì cô thấy ví dụ như là nước uống bị nhạt, là nước uống đó là nước uống gì mà nó chảy đá nó bị nhạt hay không? Dạ, nước trái cây, có thể là nước chanh hoặc là trường thay đổi liên tục. Ví dụ như tụi con sẽ được uống nước hoa quả ép, xong rồi một số loại trà đào, trà vải, rồi các nước trái cây để bổ sung vitamin như nước cam, nước chanh. Dạ. Rồi cô thấy là ý kiến góp là nên gia giảm cái vị ngọt. Dạ. Thì đó là trong đồ ăn nè, trong thức ăn. Dạ đúng rồi. Thì ví dụ như món nào mà cần phải gia giảm vị ngọt đó? Trước đây con thấy có một số món, ví dụ như là món vàng chiên hoặc là món kho thì nó có hơi thiên ngọt một chút xíu. Có thể là do để phù hợp đa số các bạn học sinh trường mình. Nhưng mà các bạn nhận xét là kiểu bị ngọt nên thiên giảm một chút, thì con biết gần đây là nó đi giảm đa số là một cái món ăn. Thì cô nghĩ là mình nên giảm ngọt trong tất cả mọi thứ. Dạ. Ví dụ như trong thức ăn thì cả những ngọt, thì cái ý kiến của tụi con là rất là chính xác. Thì trong nước cô cũng nghĩ như vậy. Do đó là chắc cô khuyến khích mình uống nước lọc tốt hơn là hoặc là nước nó như là có vị trái cây, ví dụ như trong cái bình nước đó có cắt một số lá để có hương vị thôi, chứ còn cô nghĩ là mình giảm ngọt trong tất cả mọi thứ. Dạ. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô.